Xin chào Anna và Tuấn Kiệt. Các con có nghe thấy tiếng sóng vỗ không? Bố đang có mặt tại vịnh San Francisco, bên cầu Cổng Vàng. Đây là cầu cảng. Và phía xa kia là thành phố. Hôm nay trăng đã lên. Tầm cảnh vịnh San Francisco rất đẹp.